Bữa nay mà lấy rau cải bà con ở dưới chợ nông sản ra cho, tôi chở tới 3 chuyến, mà 3 chuyến này tôi nghĩ là không dưới lấy 100 năm. tiếp, lấy tiếp để phá ngày chủ nhật. Chỉ một tuần chỉ làm 2 ngày đó thôi, còn nếu mà tại vì cái tuần này làm 2 ngày là ở dưới anh Bảy anh cho cơm nhầm cái thứ bảy với chủ nhật, 14, 15 mới nhầm thứ bảy với chủ nhật. Nếu mà nó lọt qua thứ hai thứ ba thì mình làm thứ bảy chủ nhật 4 ngày liên tiếp. Nói chung là chừng nào mà cái ngày mà anh Bảy anh cho mà trùng ngày nào á thì mình đỡ ra ngày nấy, còn không thì mình làm suốt luôn. Cái việc làm cơm á, cái mục đích của mình á, là thứ bảy chủ nhật mình thử ra mấy cái ngày mà bên anh Bảy anh cho thì mình cũng nhận chúng ngày nào hay ngày nấy đó. Thì nói chung á, thì khoảng cái này là trứng cút mới mua nè. Nói chung á, thì một tuần đó mình có thể làm từ 2 ngày tới 4 ngày, 2, 3 hoặc 4, tùy thuộc vô cái việc mà có trùng với bên anh Bảy hay không. Bên anh Bảy thì người ta cho cơm chay, mình về mình thêm thịt thêm trứng đó. Nếu mà có tội thì mình nhận cái tội đó, tại vì bên quán của ảnh thì ảnh cho cơm chay thôi. Thì nếu mà mình thêm thịt thêm trứng vô thành cơm mặn rồi. Nhưng bà con người Khmer thì người ta không mấy về hảo cơm cơm chay, thành thử ra tôi mới thêm trứng thêm thịt vô, một mặt cũng thêm cái chất dinh dưỡng vô. Một mặt thì như vậy thì bà con mới mới ăn chứ, nếu mà mình đem cơm chay vô nhiều khi họ nhận mà họ không ăn họ bỏ luôn. Bây giờ có nắng lâu lâu cái có cái nắng là thấy đẹp. Hôm nay á quay á là bầu trời nó đẹp, nếu bầu trời xanh á rồi nó có mây đốm 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 đẹp. Giờ đang chạy xuống chợ chợ rau để lấy rau, không biết có được nhiêu mà có nhận hồi sáng rồi. Dẫn chiều nay xuống xin rau để mai mang đi cho bà con. Nói chợ rau á là có người ta kêu bằng chợ trời à, là chợ nông sản á. Tất cả các loại nông sản á, là nó về cái côn này á, người ta trồng ở vùng lân cận á là người ta đem ra đây người ta bán ở thị trấn Tri Tôn á bà con. Chợ rau nó nằm ở phía sau này nè, nó gần gần cầu Cây Me. Đi cho bà con ở trong làng, đã tặng vô trong làng luôn. Bây giờ ông Chính không đi đâu mất tiêu rồi. Cái rau này là rau người ta cho này, con mướp đó là bữa qua. Củ cải trắng này, rau thơm ngò ôm với quế rau muống.
chợ rau cải dưới này nè. Ảnh là chỗ chợ đồ mối, rồi hàng gánh hàng bông mình ta cũ cũ là thay vì bỏ thì mình gom lại để mình đem đi cho bà con. Thì ảnh cho nhiều nơi lắm. Tôi là một mối của ảnh. Tôi thì tôi chở về, tôi chở đi vô tận trong làng cho bà con luôn, ở mấy cái làng xa xa. Anh Chính có muốn nói gì không chứ? Thay mặt trong chợ rau thì cũng có cùng quân một số để tôi làm 7-8 năm nay, những các vùng tiền và những các nơi mà tôi sợ những cầu tiền, những cái cô bác nào mình cố đánh trong ở trong bộ đánh đó, có thiếu những cái món nào thứ sáu có bao nhiêu còn dư lại bao nhiêu thì phải chia ra với nhau để đem lại cho cô bác để tiêu dùng. Mà cái đồ này cái lòng của mình sau khi này nó được thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Xin hết. Cảm ơn Chính nhiều nha. Tôi với ông chắc làm cũng không được mấy năm nữa thôi. Bây giờ mệt rồi nè. Dạ hả? Trời ơi, chạy chạy đi ăn đi tắm trong khóm ba nè. Chắc rồi nè, tay 50 hộp cơm nữa nè. Không có nhiều, cỡ độ khoảng hồi nãy đó cỡ chừng 5-6 ký à. Nói vậy ngày mai á, người ta có cho tôi 60 ổ bánh mì. Em có cần bao nhiêu ổ ở đây không? Rồi tôi ghé tôi gửi anh luôn. Bánh mì thịt ta nha. Bánh mì thịt ta nha. Rồi để tôi ngày mai tôi ghé cho gửi anh 10 ổ rồi anh phân phát ai đó phân phát ha. Rồi để ngày mai tôi gửi anh 10 ổ. Rồi bữa nay đã cho rau cải nhiều lắm. Chắc tổng cộng lại cũng cỡ cả 100 ký á. Chưa lấy hết, mới lấy chiếc cầu thôi. Chiếc cầu cũng 40 ký. Bữa nay mà lấy rau cải ha, bà con ở dưới chợ nông sản ta cho, tôi chở tới 3 chuyến. Mà 3 chuyến này tôi nghĩ là không dưới 150 ký. 150 ký mà mình về mình còn lựa ra cái nào mà còn thu ăn được thì mình mới cho, còn cái nào mà nó là chín quá hay nó héo quá thì mình bỏ. Đúng, cũng dưới 150 ký thôi, đang đóng nữa nè. Có củ hoa là nhiều nhất, rồi mới tới có rau muống nè, có mướp, có bí đao, có cải cải này, cải salad này ấy ấy nó ra nè,
Có mà, tôi nãy tôi thấy có rau muống. Rau muống. Mai phát bạc nghỉ vô và mấy con này nó leo lên đó chi vậy không biết nữa. Hả? Lisa.